Xin thưa bà con, hôm nay trại trùng quế Hai Ngôn Vĩnh Long, tôi là Hai Ngôn, có đi giao 200 kg sinh khối trùng quế giống cho đứa em tên Thành. Xã này xã gì em? Xã Phước Thân. Xã Phước Thân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Thì bà con thấy đây là ba của em Thanh và em của anh Thanh đang đi ra cái xe để bưng cái sinh khối trùng quế vô. Thì tôi đã đích thân tôi đi theo để tôi chỉ cái cách để cho em nuôi để nó đạt cái hiệu quả tốt nhất. Thì bà con cùng đi với tôi nha. Đi trong nhà luôn được hết anh? Đi trong nhà luôn, ngoài gạo. Thì bà con thấy nha. Thì sau này bà con khu vực Trà Cú, Tiểu Cần đồ, có mua sinh khối thì tôi sẽ cho cái số điện thoại của em Thanh này, bà con chạy qua đây là mua cho nó gần. Thì bà con thấy em Thanh có mấy con bò đây, con bò ha. Thì em làm một cái quy trình khép kín, thì vừa nuôi bò lấy phân bò nuôi trùng quế, rồi em lấy con trùng quế thịt đó em cho cái con gà đây. Thì đây là cái chuồng gà của em cho bà con thấy rồi ha. Thì đa số thì bà con mình nếu có nuôi bò thì nên nuôi con trùng quế để cải tạo được cái thức ăn chăn nuôi cho gà, cho vịt, cho lươn, và chống được cái ô nhiễm môi trường. Thì bà con thấy đây cái đống phân bò của em Thanh đây. Thì lúc mà chưa có nuôi trùng quế thì em phải bỏ ăn đống như vậy. Đây chú là con xin lỗi ba của Thanh hả chú? Dạ. Dạ thì chú thấy em Thanh nuôi cái con trùng quế này dự định để làm gì chú? Thì cháu nó dự định nuôi để cho nó sạch ô nhiễm môi trường, với lại là lấy con lấy trùng thịt có... lấy trùng thịt ra cho gà, cho lươn, cho cá ăn. Cho cá. Rồi còn cái phân thì chắc chú trồng cây ăn trái rồi vô. Đây mình có như đây để trồng cỏ nuôi bò, rồi là muốn là chăn nuôi thêm chút đỉnh gì đó. Dạ dạ dạ. Dạ con coi vậy, con chào chú. Chú thứ mấy? Tôi thứ ba, ba Hùng. Dạ rồi con chào chú ba. Dạ. Đây thì bà con thấy cái diện tích của em Thanh đang sửa sàng để nuôi con trùng quế đây. Nhưng điều em rất ham nuôi trùng quế cho nên là cái trại em làm chưa xong. Chưa xong. Tóc hành. Bà con thấy làm tóc hành không? Em làm một cái mái như vậy. Thì một cái diện tích thì bề ngang nó khoảng 1m7. Bề dài này có khoảng 8m ha, thì nó khoảng tương đối khoảng 10m2. Thì bà con thấy em trải một cái lớp cao su như thế này. Rồi để trùng quế vô thì nuôi nó sẽ thành công nha bà con. Thì tôi cũng mong rằng bà con nào mà có nuôi bò thì nên nuôi con trùng quế đi. Thì bà con cứ điện thoại vô cái số điện thoại của tôi, hồi nữa tôi sẽ đăng lên trên cái số, trên cái comment của YouTube thì bà con sẽ thấy. Thì bà con cứ mạnh dạn điện thoại hỏi tôi sẽ chia sẻ cái cách nuôi trùng quế tốt nhất và đơn giản nhất mà được hiệu quả nhất. Dù bà con không có nuôi cái, không có mua cái sinh khối của tôi vẫn chia sẻ ha. Thì bà con Thanh em cho anh hỏi em cái ý định em nuôi con trùng quế để em làm cái gì, em cải tạo cái gì cho cái trong cái gia đình. Định em nuôi trùng quế này để cho làm thức ăn cho gà với ếch hoặc lươn. Mấy cái đó thì mình bây giờ thì mình chưa có nhiều, thì bây giờ mình gầy từ. Để mình lấy cái số lượng ấy đằng để mình nuôi mấy cái con vật khác. Còn như mấy cái phân thì mình cũng tận dụng được, cái đâu có gì đâu. Một là mình bán, hai thì mình để mình trồng này trồng kia. Chứ bây giờ người ta cũng cần ba cái phân này dữ lắm. Thì mình đây thì không có vụ mà trợ cái phân đó. Thì bà con sẽ thấy ha, một đứa em còn trẻ mà biết làm cái kinh tế gia đình khép kín theo mô hình khép kín. Thì tôi cũng mong rằng bà con nào có nuôi bò thì nên nuôi trùng quế ha. Tôi xin chúc bà con được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý trong cái công cuộc mà nuôi trồng hữu cơ. Tôi xin chào.